Nhiều khi chúng ta dùng chữ mạt kiếp là muốn nói kiếp trọc, đúng hơn phải nói là mạt pháp và mạt thế. Chúng ta hiện nay đang sống trong thời mạt pháp và mạt thế. Trong đại kiếp hiện tại của 1000 Đức Phật, đại kiếp đó tên là hiền kiếp. Mặc dù đại kiếp tên là hiền kiếp, nhưng chúng ta hiện nay đang sống trong thời mạt pháp và mạt thế. Thời mạt pháp và mạt thế trong đại kiếp hiện tại của 1000 Đức Phật tên là hiền kiếp. Mà Đức Phật thứ tư là Phật Thích Ca Mâu Ni, là chúng ta phải chờ đến Phật thứ năm là Phật Di Lặc. Chữ Phật Di Lặc có nghĩa là Maitreya, Maitreya. Bởi chữ Maitri có nghĩa là bạn, bằng hữu, người ban lòng vui, ban niềm vui cho người khác, từ, từ thiện. Và chúng ta phải chờ đến Phật thứ năm là Phật Di Lặc, Maitreya. Theo sự tính toán dựa vào kinh luận, nhà học giả Nhật Bản tên là Mochizuki đã đưa ra số năm là 5.760.000.000 năm. 5.760.000.000. 5.760.000.000 năm. Tôi đọc lại. 5.760.000.000 năm. Sau Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt thì Phật Di Lặc sẽ xuất hiện như Đức Phật mới, kế tiếp Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì đây là lớp Phật học nên tôi phải dùng những chi tiết có tính cách, kinh điển học giả, mà cái đó không biết lời gì thì biết cho biết thôi. Để người nào thích cải chữ thì có chữ mình cải cho vui thôi, nhưng mà giúp họ tu hành. Và càng biết nhiều chữ thì càng khó tu. Và càng biết nhiều chữ thì từ kiêu ngạo cho mình là đại thông thái của kinh điển đó. Ham đi giảng Phật pháp cho người khác lắm. Mình nói chữ không à. Nhưng mà mình đi học thì phải học thấu đáo thôi, rồi sao nó quên, không cần học nữa. Tu. Học giả Nhật Bản khác giáo sư Akira Sadakata cho rằng Phật Di Lặc sẽ xuất hiện khoảng 5.760.000.000 năm, cũng giống như trên hả, 5.760.000.000 năm sau Phật Thích Ca Mâu Ni. Không phải hả? Không phải như trên, tức là 5.760.000.000 năm sau Phật Thích Ca, mà lại là 5.670.000.000. Ở trên là 7.760.000.000, còn ở đây là 6.670.000.000, tức là giữ 7.6 với 6.7 khác nhau cho đó. họ dùng toán học rồi tính, họ ra kinh điển. Nhưng mà thật ra Đức Phật Di Lặc đang có mặt ở đây rồi. Nếu chúng ta tính cách khác, hay là nếu chúng ta không chịu tính mà chúng ta nhập định, chúng ta thì chúng ta thấy khác. Thời gian khi chúng ta nhập định, nhập tâm mũi, thời gian nó không phải giống như thời gian đồng hồ hay thời gian tính theo định đâu. Đây là cái ngu sủng học giả. Tôi nói như thế thì tôi không có sợ bị vọng ngôn, hay không sợ bị đại ngôn, không có sợ bị ác ngôn, không sợ bị vọng ngữ. Bởi vì chính những cái thông thái ngôn như thế làm cho người ta chết nè. Người ta cứ lấy cái thông thái ra để người ta tìm hiểu kinh Phật, rồi cải qua cải lại, đem khoa học chứng minh. Khoa học như học cát đối với cái núi Hy Mã Lạp Sơn là Phật, đối với tâm thiên này thiên thế giới. Tất cả khoa học nghĩ lý vậy đó. Lăn quanh chưa tới hết được cái thái dương hệ, chỉ đi lòng vòng thế. Mà người ta sợ khoa học lắm. Thế kỷ 21 này mà còn nói Đức Phật sanh từ nách này kia là gì đó máy tính. Người ta tưởng như thế là người ta khoa học. Nhưng thật sự cái đó là gì, cái gì đó lớn nhất thế giới này là cái gì đó của khoa học, của toán học, của cái kết, của cái thành công, của cái kết quả thấy nhãn tiền. Nhưng mà có cái mà khoa học phải sụp đổ ngay lập tức là cái chết. Một nhà đại thông thái rồi lớn nhất mà sắp khi chết rồi mới thấy mình không biết gì hết. Mà lúc đó không có gì đi theo nữa, bao nhiêu kiến thức mất hết. Có thể đầu thai làm chó, làm mèo. Ủa mà này bao nhiêu không? Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp. Nhưng sau đó nhờ thấy sự khác biệt giữa số 5 của ông nêu ra và số 5 của Mochizuki, ông liền tính số 5 lại từ những kinh luận có liên hệ trực tiếp và gián tiếp với vấn đề xác định số đếm chính xác. Mới thấy rằng không phải 5.670.000.000 năm, cũng không phải 5.760.000.000 năm, mà lại